Lần đầu tiên trong đời em được cầm chừng đi tiền. Dạ. Từ nhỏ chờ chưa bao giờ được cầm chừng đi tiền. Bữa nay cầm được chừng đi tiền, mừng lắm. Dạ dạ. Chứ không biết nói cho em. Em xin gửi đến bà con, các mạnh thường quân rắn nước như ngồi nước, một lời chân thành cảm ơn. Dạ. Mấy bà cháu xin gửi đến bà con, mạnh thường quân trong nước như nguồn nước, một lời chân thành cảm ơn. Yeah. Thì cầu mong cho ơn trời gia hộ thơm bảo cho tất cả mọi người được bình an mạnh khỏe. Yeah. Ai con khỏe không? Dạ khỏe. Dạ xin chào tất cả quý vị. Hôm nay thì hãy đến thăm lại hoàn cảnh của năm cháu bé mồ côi quý vị. Mà hôm nay thì hai đứa lớn cũng không có ở nhà cô ha. Thằng con quá. Cô gắn cái mic như này cô. Để con cho con nói rõ hơn. Cô tắt giùm con mấy quạt luôn cô. Mồ côi là cái chú nó chú lò mà xây dựng á. Dạ. Cái rồi chú thấy cũng tội, cái chú kê thâu đi với chú xuống nghề ngó sang ngó đồ công nhân rồi cái dọn dẹp cái chi đó chú chỉ cho lò chú xa chi làm nấy. Dạ. Chứ ở nhà tội chú cho thêm nãy chục đó để cho dòng dòng để cho sắp tới đang nộp hạt. Dạ. Con bé lớn thì đi đâu? Bé lớn thì hắn đi huấn luyện ở quận á. Dạ. Hắn ở trong đoàn thanh niên của phường rồi cái phường trong thời điểm dịch thì hắn đi gắt chốt. Dạ. Đi kiểm tra y tế rồi đó đó rồi trừ mấy ngày nay là đi huấn luyện ở quận. Dạ. Đi tập huấn á. Dạ. Tập huấn để dự bị bên ngành y á. Dạ dạ. Dịch đó, chống dịch đó hả? Để chống dịch đó, lỡ sau này có bắt trát là dự bị để là kêu tụi hắn đi, mấy đứa hắn đi đó. Dạ. Hôm rồi thì con cũng có chia sẻ hoàn cảnh của cô đó. Cũng được một số cô bác anh chị ở trong và ngoài nước giúp đỡ cho hoàn cảnh của các cháu. Thì trước khi mà chia sẻ lại video này thì hãy cũng xin chia sẻ một chút về hoàn cảnh của các em bé ha. Thì đây là bà ngoại quý vị ạ. Còn con gái của cô thì hiện tại giờ đang đi cải tạo rồi. Cô ơi, cô có thể là chia sẻ lại một chút để mà các cô bác anh chị có thể theo dõi. Bởi vì cái video đầu tiên con chia sẻ thì không biết rằng là cô bác anh chị có xem có theo dõi hay không. Cô có thể là chia sẻ lại một chút để mọi người là hiểu hơn về cái câu chuyện của gia đình mình cô ha. Hoàn cảnh của cô thì hiện tại cô nuôi 5 đứa cháu, đây là con của con gái đào của cô. Dạ. Có chồng được 3 đứa con. Cái chồng đi làm về bị tai nạn cái hắn chết, chứ để lại cháu nuôi 3 đứa. Dạ. Một thời gian 6-7 năm sau cái rồi hắn về hắn thuê được cái lô chung cư ở thì có một người nói là thương hoàn cảnh của mẹ con nữa đó. Ừ. Thì cho anh ta đến để mà chung tay góp sức để giúp đỡ nuôi mấy cháu. Thì con gái cô cứ tưởng là người ta thương hoàn cảnh thiệt thì cũng ân nhau rồi người ta về đây ở cái sinh được 2 đứa nhỏ ở đây rồi thời gian người ta cũng 2 đứa nhỏ ở đây. Thời gian người ta cũng thấy khổ quá, người ta cũng nản, người ta bỏ, người ta đi. Rồi cái một mình bé cô nuôi hết 5 đứa luôn. Rồi cái một mình mà làm đủ thứ ấy, không đủ để nuôi con. Rồi cái sau người ta biểu đi chuyển đồ ma tí, đồ để kiếm thêm mỗi lần đi là có 100 ngàn, 50 ngàn, ngày đi vài ba lần là kiếm thêm được vài trăm lo cho con. Yeah. Rồi cái rồi cũng không biết là cái mức độ nguy hiểm cái đi cái mô cũng được chưa đấy một tháng cái bị người ta theo dõi hay ai báo không biết bị bắt. Thì trường đi đi cải tạo 3 năm rưỡi đi cải tạo 3 năm rưỡi. Ba năm rưỡi đúng không cô? 3 năm rưỡi. Dạ. Trừ nam đứa ở nhà chỉ còn mình bà ngủ ở đây cư mon mấy cháu chứ trừ không có ai hết bà nội thì không nghĩ từ ngày ba mất trừ bà nội đâu có cư mon đâu. Yeah. Bà nội cũng khổ, nói chung ông nội cũng bị tai nạn mất rồi bà nội cũng nuôi con, nuôi đồ cũng khổ cực lắm. Rồi cũng không lo cho cháu được, rồi bà ngủ ở đây trừ bà ngủ phải lo cho cháu. Yeah. Mà tới 5 đứa cho nên là bà ngủ sợ cái hiện tượng mấy cháu đồ nghỉ học ngủ lo quá. Hai cháu sau này là ba nó là đời sau đúng không? Nên là đời chồng sau của chị đó. Hai đứa. Mà ba thì bỏ đi luôn hả cô? Bỏ đi luôn, hai đứa nãy mơ họ mẹ đây. Dạ. Lâu thì các cháu có hay nhắc mẹ không cô? Thời gian đầu mấy cháu nhớ lắm. Cái ngày mà ra tòa á. Dạ.
thì công an người ta báo là đưa mấy cháu lên gặp mẹ một lần nữa để cho mẹ đi. Dạ. Rồi cái cô với tại vì trong thời gian mẹ ván tận dôm thì cô nói với mấy cháu là mẹ đi làm. Yeah. Cái ngày ra tòa nó là cô mới cho mấy cháu lên. Dạ. Yeah. Cô ghé vô cô mua hai cái áo đầm 60 ngàn cô cầm lên. Cái cô giữ đầu cô đưa cho mẹ. Cái ngày đó là công an cho mẹ bồng mấy đứa. Nhưng mẹ nói là mẹ đi làm về đây, mẹ mua hai cái áo đầm đẹp cho con đây, cái cầm hai cái áo đầm về. Cái rồi cái mẹ đi, cái yeah. thôi con về với ngộ đi rồi mẹ đi làm, cái mẹ mua đồ đẹp cho con. Dạ. Yeah. Cái về từ đó về sang cứ trong. Cái kêu rằng mẹ đi làm lâu về quá. Dạ. Yeah. Nó kêu ở dịch mẹ về không được con. Dạ. Yeah. Nó cứ tối nằm cứ hỏi biết cái bình thường ấy, ban ngày đến khoai đến chơi. Dạ. Yeah. Mà tối ngủ là nhớ. Dạ. Yeah. Nó hỏi biết luôn cái bị nhỏ. Dạ. Yeah. Nhưng mà phải bấm bụng trừ cô phải cố gắng mà dìu dắt tụi hắn trừ cho đến ngày mẹ về. Dạ. Yeah. Chứ cô thì tuổi cô cũng lớn mà cô cũng bị huyết áp nữa. Dạ. Yeah. Cho nên là cô cũng sợ ngày đấy cô cũng sợ là cô không đủ sức hay là lỡ cô huyết áp cô lên hay là cái bệnh chỉ bắt thình lình thì không có có người dìu dắt mấy đứa ăn tội. Dạ. Cho nên cô cũng cầu nguyện là cho cô khỏe mạnh để cho cô dìu dắt mấy đứa. Dạ. Cái tâm nguyện của cô nó là cô cũng trông cho mấy đứa đi học cho tội. Dạ. Tại vì cuộc đời của mình không có trình độ chữ nghĩa rồi. Dạ. Mình khổ thì tâm nguyện của cô là cô cũng trông cho mấy đứa học nhưng mà điều kiện của cô không có. Dạ. Khổ quá tại vì tới năm đứa. Dạ. Mà học hành thì sách vở đồ áo quần các thứ nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà làm đêm cô đáng đo cô suy nghĩ không biết cái phương hướng mua cho mấy cháu đi học cho tội cho trừ nếu mà nhường cô đó thời gian để nghỉ hè là chú nó dắt đi công trình. Dạ. Dọn dẹp với chú rồi chú cho thêm ngày mấy chục đó cũng tội nếu mà nghỉ học sau này là đi phụ hồ phụ đồ tẩu á. Dạ. Thì đời cô với đời mẹ của mấy đứa đây là không có trình độ chữ nghĩa là cũng khổ rồi. Yeah. Cho nên trời cô cũng kêu muốn mà cho mấy đứa đi học cho đứa mô đứa nấy thấy bà ngộ khổ đồ nghỉ học thôi ngồi cho con đi nghỉ học con đi phủ cà phê con lồn mà trừ yeah. để cho con lồn mà ngày mấy chục ngàn tháng 1,5 triệu yeah. thì tội quá sau này tương lai của tụi hắn khổ quá. Yeah. Cho nên là cô làm đêm cô lo cô suy nghĩ cô lo ghê lắm. Cô chạy vợ miếng ăn hàng ngày đây còn thiếu lên thiếu xuống rồi đi học đi hành ra đây cô yeah. chẳng biết nữa cô lo kinh lắm. Yeah. Không biết ra đây. Yeah. Giờ mà con thấy rằng là chăm mà một đứa hai đứa là cũng rất là khó khăn rồi mà đến năm đứa nữa thì về ngoài cái tiền mà đi học và phí thì có thể rằng là các cháu thì cũng được bên nhà nước mình lo một phần nhưng mà có được lo không cô? Học phí bên trường á, bên trường là họ miễn cái tiền xây dựng trường. Dạ. Nhưng mà mấy cái khoản kia nó là mình phải nộp. Dạ. Chỉ miễn được 50% tiền xây dựng trường. Dạ. Còn tất cả các khoản là mình nộp hết. Dạ. Ừ. Còn chủ yếu là còn cái tiền quần áo thì mình tự mua ăn uống mình cũng tự lo. Dạ. Sách vở mình tự lo. Chỉ có là họ miễn cái tiền xây dựng trường với lại nửa năm là 6 tháng là họ hỗ trợ cho mình được 400 ngàn tiền học phí. Dạ. Là một năm 6 tháng là một năm nói chung là một năm học là họ hỗ trợ hai kỳ. Dạ. Một kỳ là 400. Dạ. Đó. Còn đầu năm vô là mình phải đáng mấy cái khoản tiền cũng nhiều. Dạ. Cũng nhiều lắm như năm ngố đó hồi mẹ còn ở nhà mẹ đáng nhiều lắm. Dạ. Mấy cái khoản đầu năm nhiều lắm. Yeah. Nhưng mà tiền xây dựng trường là người ta miễn nhưng không? Mà cô lo cái quần áo sách vở cạp rồi ăn uống này nọ đủ thứ cô không yeah. biết tính ra cô cũng đơn thân nữa chứ yeah. cô đâu có biết dựa dẫm ai mẹ cô sinh ra cũng của mình cô chứ mấy yeah. đâu có anh chị em gì đâu yeah. ba cô cũng chết từ nhỏ kia rồi cô cũng một thân một mình từ hậu mô trừ đi đây yeah. Dạ cô ơi, thì hôm rồi con cũng có chia sẻ hoàn cảnh của các cháu thì cũng được các cô bác anh chị ở trong và ngoài nước cũng quan tâm giúp đỡ cho các em đó thì bây giờ con cũng đọc cái danh sách ha con đọc cái danh sách này để rồi con gửi tiền cho cô ha. Dạ dạ hãy cũng đọc cái danh sách giúp đỡ là 5 chị em mẹ và đi cải tạo đấy quý vị ha. Hôm trước thì ai cũng có gửi cho cô là 2 triệu của chị Đức Nguyễn ở Úc. Dạ, hôm nay thì có anh Hùng ở Bình Dương là 1 triệu. Anh Quân Lê ở Mỹ là anh cũng có gửi cho em là để giúp các hoàn cảnh khó khăn thì em đã gửi cho anh đây ha, 50 đô là 1 triệu 160 nghìn.
cô cục cân đô la ở Mỹ, cô cục cân đô la ở Đức là 1,2 triệu, con cũng gửi cho cô. Còn chị Ái Mỹ Ngô ở Mỹ là 1 triệu. Chú Hiền Phạm ở Mỹ thì chú cũng muốn gửi cho con để giúp hoàn cảnh các cháu mồ côi, thì con gửi luôn cho chú là chú ha, là một chú gửi 100 đô. Thì hôm rồi con cũng có gửi cho hoàn cảnh của các Nga An á, bây giờ con cũng gửi cho hoàn cảnh của 5 cháu mồ côi đây thì 50 đô. Chị Hiếu ở Úc, cô H, nói chung là cô chị cũng muốn giấu tên là 1 triệu. Cô ẩn danh ở Canada là 50 Canada, cô cũng giấu tên là 850.000. Cô Nhi Lê ở Mỹ là con gửi là 100 đô cô ha, là 2,3 triệu. Cô Hải Hồ ở Úc là 1 triệu. Anh Thiền ở Mỹ là em cũng trích ra của anh Thiền, em cũng gửi cho hoàn cảnh của 5 cháu mồ côi là 50 đô, là 1,150,000. Dạ, có cô ở California Mỹ là 6,960,000, là 300 đô. Hôm kia đó là tổng là 18 triệu, nghĩa là hôm ngày 6 tháng 7 là tổng là 18,770,000. Thì hôm nay thì có cô Tư ở Úc là gửi 200 đô Úc là 3,442,000. Thì đến ngày 8 tháng 7 hôm nay là 22,212,000. Thì hãy cũng xin chia sẻ lại một lần nữa để quý vị theo dõi ha, cái danh sách này. Rồi tổng là 22,212,000 và cô ha. Thì bây giờ con sẽ gửi cho cô để cô đếm giùm con ha. Cô đếm giùm con trong này là 22 triệu, con đưa 22,212,000 mà con đưa trong này luôn là 22,300,000 đó. Dạ. Màu. Rồi, đủ không cô? 22,300,000. 22,300,000, dạ đủ rồi cô ha. Dạ rồi, thì có thể rằng là cô cũng mình bỏ trong sổ gì đó mình giữ, rồi mình hàng tháng rồi mình lo cho các cháu cô ha. Thì bữa nay thì các cháu cũng sắp đi học rồi đó, thì cũng có một cái số tiền này để mà lo mà mua sách vở, rồi quần áo, để mà có thể các cháu được tiếp tục được đi học. Thì con cũng mong rằng là con sẽ đồng hành để mà chia sẻ để giúp cho các em được tiếp tục là đi học đến trường. Chứ còn mà như cô nói hồi nãy thì các cháu thì cũng muốn là xin nghỉ học, xin vào ngoại nghỉ học để mà có thể là đi bán cà phê hay là đi này đi kia thì cũng rất là tội nghiệp. Bởi vì các em thì cũng học rất là tốt quý vị. Như vừa rồi là con học được học sinh gì? Dạ, con học sinh khá. À, con học sinh khá ha. Còn chị cũng học sinh khá đúng không? Lên 1, lên 12. Còn chỉ có anh đó là anh của con là vừa rồi chắc cũng do mà mẹ đi này kia cũng bị trầm cõm thời gian, mẹ dạ. Mới đi cũng bị trầm cõm thời gian, trầm cõm đó nên là em cũng học sa sút quý vị. Thì bây giờ em cũng đang đi giữ xe như cô vừa chia sẻ, hôm nay thì không xuống gặp được em. Thì đó, con cũng muốn chia sẻ cái video này, cô cũng có đôi lời gì cô muốn gửi gắm đến các cô bác thì con cũng quay luôn con gửi đi. Thưa mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước, hoàn cảnh của gia đình em đây là trừ mình em nuôi mấy đứa cháu ăn học, mà trừ trong mạnh thường quân ở trong nước như ngoài nước đã giúp đỡ cho gia đình bà cháu đây một số tiền rất lớn. Em mừng quá, có điều kiện lo cho mấy cháu đi học, cho mấy cháu kinh tế, cho mấy cháu em mừng lắm. Em không biết nói gì, lần đầu tiên trong đời em được cầm chừng đi tiền. Dạ. Từ nhỏ chưa bao giờ được cầm chừng đi tiền. Bữa nay cầm được dừng đi tiền, mừng lắm. Dạ, dạ. Chứ không biết nói gì hết. Xin gửi đến bà con, các mạnh thường quân trong nước như ngoài nước một lời chân thành cảm ơn. Dạ. Mấy bà cháu xin gửi đến bà con, mạnh thường quân trong nước như ngoài nước một lời chân thành cảm ơn. Yeah. Thì cầu mong cho ơn trời gia hộ thơm bảo cho tất cả mọi người được bình an mạnh khỏe. Dạ. Yeah. Nói chung là cô cũng rất là xúc động quý vị, bởi vì hoàn cảnh của gia đình thì rất là khó khăn. Cô cũng đi nhặt ve chai rồi cũng lo cho các con, nên số tiền mà như cô vừa nhận thì cô cũng rất là xúc động. Như cô nói là cô cũng chưa từng
nhận được số tiền mà lớn như thế này trong lúc nhỏ đến giờ. Hoàn cảnh cô thì cũng rất là khó khăn quý vị. Lúc mà cô cũng có được 4 người con nhưng mà chồng cô thì cũng bỏ đi đúng không cô? Dạ. Bỏ đi hồi 18 năm đi rồi, cũng mình cô nuôi con. Dạ, giờ thì cũng lớn, cũng có vợ có chồng đi về, có chồng có vợ về Quảng Nam. Dạ. Rồi đứa thì ở Hòa Khánh. Dạ. Giờ còn đó, bé ở đây. Dạ. Bây giờ thì cô lại là đi nuôi các cháu, nói chung là hôm nay con cũng quay nữa đây nè cô. Đây là cái hộp ngũ cốc, thì bây giờ con gửi cho cô, đây là của chị, con gửi cho cô 5 hộp này ha, của chị Thí Kiều ở Đài Loan đó. Chị cũng mua các cái sản phẩm ngũ cốc này là của vợ con đó, rồi con đi chia sẻ cho các hoàn cảnh khó khăn. Thì buổi sáng là có thể là cô vậy cho các cháu cũng như cô đó ha, một buổi sáng mình có thể uống một ly ngũ cốc là cũng đủ chất dinh dưỡng trong này rồi ha. Dạ. Cũng qua cái video này thì Hải cũng xin chân thành là cảm ơn các cô bác anh chị trong thời gian vừa qua thì cũng đồng hành với Hải, ủng hộ là cho vợ của Hải là mua ngũ cốc. Thì hôm nay thì vợ của con cũng nói rằng xem khi xem cái hoàn cảnh của gia đình các cháu đây thì vợ con cũng rất là xúc động. Cũng cái này thì riêng của vợ con gửi tặng 500.000, thì đây là cũng những cái tấm lòng của quý cô bác cũng xem cái trên cái kênh của con á, mua ngũ cốc cho vợ con ủng hộ thì vợ con cũng trích cái doanh thu để mà giúp cho các hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Cô cũng xin gửi lời cảm ơn vợ của con. Dạ. Và cũng chia sẻ cái lúc khó khăn này với mấy cháu, dạ, với dạ, gia đình của cô. Cô cũng xin gửi lời cảm ơn vợ của con. Dạ. Cô cũng cầu mong cho vợ con cũng được bình an mạnh khỏe để vượt qua cái lúc dịch bệnh này. Dạ. Trừ cô chẳng biết nó ra hết. Dạ dạ, con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Thì trên cái con đường thiện nguyện của Hải quý vị, thì Hải cũng chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn. Rồi vợ Hải thì cũng dịch thì cũng ở nhà thì bán các cái mặt hàng online như gọi là ngũ cốc, đông trùng hạ thảo và yến đó. Thì con đi chia sẻ thì cũng có cô bác mua ủng hộ rồi gửi cho các hoàn cảnh khó khăn. Thì đó thì có cũng cái con cũng có cái động lực để mà con đi chia sẻ thêm. Thì hôm nay vợ con cũng gửi một chút cái tấm lòng thôi, cũng chúc cho cô là nhiều sức khỏe để mà lo cho các cháu. Thì cầu mong cho các cháu là được sức khỏe này, bình an, rồi tiếp tục được đi học đến trường. Bởi vì các em cũng có một cái tương lai rất là sáng lạng, bởi vì học cũng rất là tốt, nhưng mà cũng vì cái hoàn cảnh mình cũng không thể nói nên được cái lời được quý vị. Nói chung là một người mẹ mình nuôi đến 5 đứa con thì nó vô thế thì cũng đưa đẩy mình vô một con đường tội lỗi. Thì thật sự thì cũng do đôi lúc cuộc sống mình cũng có những cái sa ngã, nhưng mà cũng mong rằng là sau khi mà chị về thì cũng cố gắng là làm ăn. Thì do là cũng tình hình là dịch bệnh đó quý vị, trong thời gian vừa qua thì nó dịch bệnh, cái công việc mà đi làm đi kiếm tiền cũng rất là khó khăn, rồi cũng sinh ra cái cũng hết thế rồi, cũng vì muốn là đồng tiền để mà nuôi các con, miếng ăn miếng uống đó đó. Yeah. Thành ra là cũng không mới đây thôi, cũng mới trong vòng một tháng họ biểu em cầm cái đó em chuyển chạy tới cái chỗ đó chỗ khác em đưa, cái họ đưa em 500 về đưa cho anh 400 em lấy 100. Yeah. Cái đau trong vòng một tháng cho mấy cái bị bác đó. Yeah. Chứ đau hầu trừ thì đi làm lao động, làm thuê, làm đủ thứ chứ không có làm vào cái việc này không biết. Yeah, yeah. Nhưng mà vừa rồi cái họ lợi dụng, họ thấy hắn vì tiền nuôi con, họ biết như đứa cái họ kêu làm như đứa cái làm cái ngày. Yeah. Lên tòa tội lắm, mới hầu trừ mà cố gắng mới giúp giùm con, trừ con mới giò rồi mới khổ hầu trừ rồi trời con để khổ cho má. Yeah. Mà trừ răng trừ trời thôi con yên tâm con đi làm cho tốt nhiệm vụ trách nhiệm của con đi, rồi con về lo cho con, chứ ngày con về thì chắc má sợ má không còn thôi, con cố gắng cũng an ủi. Vừa rồi ở đây nó đúa quá điện về. Dạ. Yeah. Hủa tham ở nhà mấy đứa đang dịch đồ rồi má có lo được không má? Thế cái thôi má cũng lo được nó vẫn yên tâm. Dạ. Yeah. Thế rồi điện chẳng ba lớn đó. Mẹ xin có cho mẹ xin 500 ngàn để mẹ mua đồ ăn, chứ ở ngồi đó họ cho cơm không thôi. Không có cái chi ăn hết, mà cơm mà cho hai buổi, còn buổi sáng đi làm lao động đúa. Yeah. Nhưng bé vô ngủ bằng ngủ khát kinh lắm. Yeah. Thì con ước chừng con có tiền gửi cho mẹ ít đồng cho tội. Yeah. Ngồi đó đúa khổ lắm, họ là có gia đình thăm nuôi. Yeah.
họ gửi tiền, gửi mì, gửi có, gửi đủ thứ để có mà ăn, còn hắn đây không có gì hết. Dạ. Ngồi đó đúa bệnh lắm. Dạ. Con cũng ở nhà cũng cố gắng phụ lại bà ngoại lo cho các em và con ha. Dạ. Dạ. Con có đưa lời gì muốn gửi đến cô bác, con muốn chia sẻ cho chú. Con cảm ơn cô bác đã giúp đỡ gia đình con. Rồi con cũng cố gắng là đi học. Con sẽ cố gắng học giỏi. Con sẽ cố gắng học giỏi. Con con là năm nay là con chuẩn bị đi học rồi đúng không? Dạ to đây. Dạ. Còn con là chuẩn bị vô mẫu giáo ha. Dạ. Con vô lớp 1. Lớp 1 hả? Dạ. Cố gắng ở nhà ngoan hay chưa? Con ở nhà phải ngoan chứ không được. Ở đây thì chắc cũng không đi chơi đâu cô hả? Không ở đây đi đâu. Ở đây là chung cư, có vị chung cư thuê đây có vị chứ không phải là nhà đâu. Mới vừa thống vừa rồi đưa cái giấy báo tiền thang máy với tiền nhà 2,7 triệu, 2,7 triệu, 2,8 triệu gì. Là nợ mấy tháng rồi cô? Từ tháng 1 cho tới tháng 6. Tháng 1, tháng 6 trừ là ngày mai đó. Là cô xuống cô đám. Vậy là hôm nay thì có tiền mà để mình đi đóng tiền tiền nhà cũng đỡ rồi đó. Ngày vừa rồi là cho cô 2 triệu. Khi cô về cô trích ra cô đám tiền điện, tiền nước hết 470. Cô mua thức ăn rồi cho mấy đứa. Gạo rồi thức ăn đồ cho mấy đứa ăn. Từ bữa trước bữa nay cô cũng mừng lắm. Bữa nay cho cô ri là cô sắm sửa đồ cho mấy đứa đi học. Sách vở, quần áo, cạp. Cho mấy đứa đi học. Con bé lớn cái bộ đồ năm ngố cũ, bộ đồ áo dài cũ. Rồi cô mua coi mai cho hàng bộ cho tội. Tại vì anh lớn rồi. Cũ ở đây mà vẽ năm ngố mãn thì cô mai cho hàng bộ cho tội. Nghe nói là hình như 300 ngàn rồi kìa. Cô mua cho mai cho hàng bộ cho tội, đi học cho tội. Rồi con... Con áo á. Đó, con cũng mong là xuống gặp hai đứa lớn luôn, để mà có những cái lời động viên chia sẻ để cho nó cũng cố gắng đi học. Nhưng mà thôi cô về cô cũng nói lại với các cháu như vậy ha. Con cũng mong là các em mình đi học rồi có gì đó thì cô cũng cho con biết với, gọi cho con. Ví dụ trong cuộc sống mà có gì khó khăn đó. Dạ. Con cũng xin phép cô là con về ha. Chú về nghe các con. Cô cũng cảm ơn trước tấm lòng của con với tất cả mạnh thường quân trong nước ngoài nước. Giúp đỡ gia đình cô trong cái lúc này, cô nói thiệt cô nhớ ơn suốt đời. Cô không biết cái lái cái chi mà đền đáp đây. Không có gì đâu cô. Với con với còn ruột rà thân ruột mình cũng không có được như ri. Mà mọi người ở phương xa mà quan tâm đến giúp đỡ như cô như thi. Để cô có điều kiện lo cho mấy cháu cô ăn học với lại ăn uống. Trong cái lúc dịch này nữa khó khăn. Trong lúc dịch này khó khăn đó cô. Mà cũng có nhiều cô bác cũng gửi tấm lòng đến gia đình thì con cũng rất là mừng cho gia đình của mình. Con cũng thay mặt cho gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến các cô, các bác ở trong và ngoài nước, các anh chị đã hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Con chúc cho một lần nữa chúc cho gia đình của cô nhiều sức khỏe ha. Con cũng xin phép con đi về. Con nhiều.